kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mối lo ngại về những chiếc ô tô Trung Quốc là máy do thám ngày càng tăng. Nhiều cảnh báo đã được đưa ra và giờ đây các cuộc điều tra bắt đầu được tiến hành. Mỹ đang mở cuộc điều tra về việc xe Trung Quốc có gây rủi ro an ninh quốc gia hay không. Trong thông báo phát đi ngày 29 tháng 2 năm 2024, chính phủ Trung Quốc cho biết lo ngại về khả năng công nghệ trang bị trên xe hơi của Trung Quốc có thể thu thập thông tin và dùng cho mục đích dò thám. Cuộc điều tra nhằm vào xe Trung Quốc sẽ do Bộ Thương mại Mỹ phụ trách. Chính phủ Mỹ cho rằng đây là động thái cần thiết vì các loại xe trong diện nghi ngờ trên thu thập số lượng lớn dữ liệu nhạy cảm của tài xế và hành khách và thường xuyên dùng camera cũng như cảm biến để ghi lại thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng của Mỹ. Chính sách của Trung Quốc có thể đưa xe của họ tràn ngập thị trường của chúng ta, tạo rủi ro cho an ninh quốc gia. Dưới sự giám sát của mình, tôi sẽ không để điều này xảy ra, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói. Nhiều năm nay, Trung Quốc đã phát triển ngành công nghiệp xe hơi rất mạnh mẽ. Các công ty Trung Quốc cũng có nỗ lực trong cuộc đua sản xuất xe điện. Hiện ô tô Trung Quốc chưa tiếp cận được nhiều tại thị trường Mỹ. Đông Nam Á, Trung Đông và châu Âu đang là thị trường xuất khẩu chính của ô tô Trung Quốc. Vào cuối năm ngoái, chính phủ Anh đã cảnh báo những công nghệ tích hợp trên ô tô điện của Trung Quốc có thể được sử dụng để thu thập lượng thông tin khổng lồ, bao gồm dữ liệu vị trí, các bản ghi âm và cảnh quay video. Đồng thời, chúng có thể bị can thiệp từ xa và thậm chí bị vô hiệu hóa. Trung Quốc đang đi trước tất cả những ưu thế tưởng chừng không liên quan đang hội tụ vào những chiếc xe điện thông minh. Trung Quốc đã quá quen với việc xử lý hàng tỷ terabyte dữ liệu mỗi ngày. Từ dữ liệu của các mẫu xe điện Trung Quốc lăn bánh đường phố Mỹ, họ có thể tạo ra bức tranh phức tạp của cả khu vực lân cận, thậm chí cả các căn cứ quân sự trong đô thị hay lịch trình của một bộ trưởng nội các. Nếu được sản xuất tại một quốc gia như Trung Quốc, làm sao bạn có thể chắc chắn rằng nó sẽ không phải là phương tiện thu thập dữ liệu? Nếu bạn có những chiếc xe điện được sản xuất bởi các nước sử dụng công nghệ do thám, thì tại sao họ không làm điều tương tự ở đây? Một quan chức cấp cao trong chính phủ Anh nhận định, ô tô Trung Quốc ngày càng thể hiện rõ tham vọng tại thị trường Việt Nam. Năm 2023, một loạt hãng xe Trung Quốc đã gia nhập thị trường Việt Nam và sắp tới sẽ có thêm các hãng xe mới. Giới chuyên môn nhận xét với ô tô xăng hay xăng điện hỗn hợp, xe Trung Quốc đến nay vẫn không có lợi thế, nhưng với xe thuần điện lại là câu chuyện khác. Xe điện Trung Quốc sẽ là sản phẩm chiến lược tiếp cận thị trường Việt Nam. Theo lộ trình của chính phủ, đến năm 2040 sẽ hạn chế tiến tới dừng sản xuất, lắp ráp và nhập phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Như vậy, nhu cầu về ô tô điện sẽ tăng mạnh, thị trường rất tiềm năng. Điều này trở nên hấp dẫn với các doanh nghiệp ô tô Trung Quốc. Có thể đến một ngày nào đó, ô tô Trung Quốc sẽ tràn ngập đường phố Việt Nam. Khi ô tô điện Trung Quốc tràn vào Việt Nam ngày càng nhiều, thì nỗi lo về những chiếc máy do thám 4 bánh cũng tăng lên. Khi thường nhật nỗi lo ô tô Trung Quốc hoạt động do thám không phải là điều gì mới mẻ, thì thực tế xe Trung Quốc đang có sự bành trướng tới tất cả các thị trường, cả xe truyền thống và xe điện. Ở Việt Nam, làn sóng xe Trung Quốc đang có sự xuất hiện mạnh mẽ khiến các thương hiệu hiện phải có suy nghĩ. Trong một báo cáo mới phát hành, công ty chứng khoán SSI cho biết những doanh nghiệp ô tô tại thị trường Việt Nam dẫn đầu về thị phần trong năm 2022 như Toyota, Honda đã ghi nhận thị phần giảm trong năm 2023. Trong khi những doanh nghiệp nhỏ hơn Ford, Kia, Mazda, Mitsubishi tăng trưởng nhờ chiến lược giá tốt hơn. Thêm vào đó, các doanh nghiệp sản xuất Trung Quốc cũng đang đưa nhiều thương hiệu vào Việt Nam như Link & Co, Haima, MG và mở nhà máy lắp ráp bắt đầu hoạt động từ năm 2023, gồm Guling, Chery mà đang gây sức ép rất lớn lên các hãng xe nổi tiếng tại Việt Nam. Ô tô Trung Quốc khiến nhiều thương hiệu lớn ở Việt Nam run rẩy. Theo SSI, bất chấp các biện pháp hỗ trợ kích cầu từ cả chính phủ và các đại lý phân phối, doanh số bán hàng của các hãng xe vẫn thấp do người tiêu dùng trì hoãn mua ô tô trong thời điểm kinh tế khó khăn. Theo ước tính, doanh số bán ô tô trong năm 2023 giảm 25% so với cùng kỳ. SSI cũng đánh giá ô tô điện đã trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam, ước tính chiếm 6% doanh số tiêu thụ xe du lịch trong năm 2023 nhờ những nỗ lực của VinFast, doanh nghiệp sản xuất xe điện Việt Nam. Bên cạnh đó, tình hình kinh doanh xe ô tô trong nước có những biến động khi nhiều đại lý, thương hiệu thực hiện xả hàng ồ ạt sau Tết. Ví dụ như Subaru Việt Nam đang có chương trình ưu đãi cho khách mua ô tô tháng 2 năm 2024. Mức giảm giá cao nhất lên tới 250 triệu đồng. Cụ thể, mua xe Subaru Forester ES iSize bản cao cấp nhất, khách hàng được ưu đãi tiền mặt 250 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán, đưa giá xe giảm chỉ còn 949 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản được ưu đãi cao thứ hai là Subaru Forester IL iSight với 230 triệu đồng
đưa giá bán xe giảm về mức 869 triệu đồng. Cuối cùng là Subaru Forester IL được ưu đãi 170 triệu đồng, đưa giá bán xe thực tế xuống còn 799 triệu đồng. Ngoài ra, tùy từng phiên bản, khách mua xe còn nhận được thêm các phần quà như 4 bộ gối tựa đầu, gập gương tự động và 5 năm bảo hành không giới hạn số km. Tuy nhiên, những mẫu xe nhận được ưu đãi này đều được sản xuất năm 2023, là hàng tồn kho, không phải xe mới, sản xuất năm 2024. Honda Việt Nam phối hợp cùng hệ thống đại lý triển khai chương trình khuyến mại cho nhiều dòng hết tháng 2 năm 2024. Cụ thể, từ ngày 20 đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024, các mẫu xe Honda City, Honda CR-V, Honda HR-V, Honda Civic và Honda Accord đều được giảm giá thông qua hình thức hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ. Trong đó, hai dòng xe City và CR-V được hưởng chương trình hỗ trợ đặc biệt dành cho các xe tồn kho từ năm 2023 để lại, có số VIN 2023. Honda City phiên bản G và L sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đồng thời, khách hàng cũng được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị khuyến mãi lên tới khoảng 80-90 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 450-500 triệu đồng. Phiên bản cao cấp nhất là RS được hỗ trợ 50% phí trước bạ trị giá 30,45 triệu đồng, cùng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Giá xe sau ưu đãi được giảm xuống còn 578,5 triệu đồng. Tiếp theo là CR-V được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cho bản G và L, tương đương 55,45 đến 57,95 triệu đồng. Ngoài ra, phiên bản G sẽ được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng tiền mặt, còn bản L được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Sau khi trừ khuyến mãi, giá xe được giảm xuống lần lượt còn khoảng 1 tỷ 24 triệu và 1 tỷ 101 triệu đồng. Cũng tương tự như vậy là Nissan. Từ nay đến hết ngày 29 tháng 2 năm 2024, khách hàng mua 3 mẫu xe Nissan là Almera, Navara và Kicks sẽ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Cụ thể, khi mua 3 mẫu xe Nissan Almera, Navara và Kicks, khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, đồng thời nhận quà tặng là một lượng vàng SGC. Ưu đãi lệ phí trước bạ sẽ áp dụng tùy theo phiên bản và năm sản xuất, còn quà tặng một lượng vàng SGC có thể quy đổi ra tiền mặt. Hiện Nissan Almera ở Việt Nam có hai phiên bản là CVT và CVT cao cấp với giá bán từ 539 đến 595 triệu đồng. Ưu đãi 100% lệ phí trước bạ sẽ tương đương với giá trị từ 54 đến 60 triệu đồng, tùy theo phiên bản và tỉnh thành đăng ký. Trong khi đó, Nissan Navara có 3 phiên bản là L2WD, VL4WD và Pro 4X, giá bán từ 699 đến 970 triệu đồng. Nissan Kicks với chương trình khuyến mãi dành cho bản V có giá 858 triệu đồng. Khi mua mẫu SUV cỡ B này trong tháng 2 năm 2024, khách hàng sẽ tiết kiệm được số tiền 86 triệu đồng. Với Suzuki, khách hàng mua mẫu xe MPV XL7 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, một phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng, tổng ưu đãi từ 70 triệu đồng. Còn mua Suzuki Ertiga Hybrid được tặng 100% lệ phí trước bạ, 0% lãi suất trong 12 tháng, 2 năm bảo hiểm vật chất và phiếu nhiên liệu 30 triệu đồng. Tổng giá trị ưu đãi cho phiên bản này lên tới 140 triệu đồng. Mua Suzuki Swift được tặng 100% lệ phí trước bạ trị giá 60 triệu đồng. Ưu đãi dành cho Suzuki Ciat là 50% lệ phí trước bạ và 0% lãi suất trong 6 tháng, tổng ưu đãi 45 triệu đồng. Trong tháng 2 năm 2024, Mitsubishi triển khai chương trình ưu đãi với toàn bộ giải sản phẩm bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng phổ biến, khách hàng mua các mẫu xe Mitsubishi sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Cụ thể, khách hàng sẽ được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ khi mua Mitsubishi Xpander Cross, Xpander, ngoại trừ bản AT Premium sản xuất năm 2024, Triton, Pajero Sport, Outlander và Outrager, ngoại trừ bản MT. Ngoài hỗ trợ lệ phí trước bạ kể trên, tùy từng mẫu xe và phiên bản, khách hàng còn nhận được thêm quà tặng phụ kiện. Hyundai Thành Công đang có chương trình giảm giá cho dòng xe Venue. Cụ thể, Hyundai Venue phiên bản đặc biệt sản xuất năm 2023 đang được giảm giá cao nhất tới 21 triệu đồng tại đại lý, đưa giá xe xuống còn 558 triệu đồng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng sản lượng ô tô lắp ráp trong nước năm 2023 đạt 347.400 xe các loại, còn ô tô nhập khẩu nguyên chiếc đạt 117.800 xe các loại. Tổng nguồn cung ô tô năm 2023 là 465.200 xe các loại. Trong khi đó, tổng doanh số bán toàn thị trường đạt khoảng 400.000 xe, ước tính tồn kho vào khoảng 65.000 xe. Trong khi đó, vào cuối năm 2023, nhiều hãng ô tô đã đẩy nhanh việc giới thiệu các sản phẩm mới cùng các phiên bản mới chuẩn bị cho năm 2024. Vì vậy, những mẫu xe sản xuất từ cuối năm 2023 về trước càng khó bán.
giới kinh doanh ô tô nhận định nhu cầu yếu sẽ tiếp tục kéo dài sang năm 2024. Kịch bản đang lặp lại giống như năm 2023, tức là xe tồn kho nhiều, để lâu ngày không bán được, phải đại hạ giá, khuyến mãi khủng xả hàng. Nhất là với những xe tồn từ đầu năm 2023, sau một năm chất lượng giảm, phải chấp nhận hạ giá hàng trăm triệu đồng. Dự báo từ nay đến giữa năm 2024 là thời điểm để nhiều mẫu ô tô sản xuất năm 2023 tồn kho sẽ phải giảm giá sâu để xả hàng. Mới đây, giám đốc điều hành của Renault, Luca Di Meo đã kêu gọi các nhà sản xuất ô tô châu Âu đoàn kết và thành lập một tập đoàn kiểu Airbus để sản xuất xe điện giá cả phải chăng, có khả năng cạnh tranh với hàng nhập khẩu xe điện của Trung Quốc vào lục địa này. Được biết, Airbus thành lập năm 2000 dưới hình thức liên doanh giữa các công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Nó được các chính phủ châu Âu hỗ trợ và các công ty đã cùng nhau cạnh tranh với các công ty lớn của Mỹ như Boeing. Theo ông Di Meo, các nhà sản xuất ô tô châu Âu cần phải làm điều gì đó tương tự để cạnh tranh với làn sóng xe điện giá cả phải chăng ngày càng tăng từ Trung Quốc. Hiện Trung Quốc là quốc gia đang nổi lên như một cường quốc trong phân khúc xe điện giá rẻ, nhưng chất lượng thì tương đương. Theo Autonews đưa tin, CEO này chia sẻ, chúng tôi cần sáng tạo để tìm ra giải pháp tại Geneva Motor Show tuần này. Ông Di Meo lập luận, các đối tác có thể chia sẻ khoản đầu tư và giảm chi phí sản xuất xe mới. Ông cũng chỉ ra những ví dụ trước đây khi các nhà sản xuất ô tô châu Âu hợp tác, chẳng hạn như trên nền tảng thép 4 vào những năm 80, được chia sẻ bởi Alfa Romeo Fiat, Lancia và Saab. Renault đã thảo luận với Volkswagen để chia sẻ nền tảng Ampere làm nền tảng cho Renault 5 và sẽ sử dụng Twingo nhỏ hơn, một loại xe điện mà nhà sản xuất ô tô dự định bắt đầu bán với giá 20.000 euro, khoảng 21.700 USD, theo tỷ giá hối đoái hiện tại, tương đương 530 triệu đồng. Theo Di Meo, thách thức của một dự án như vậy sẽ tạo ra chuỗi giá trị châu Âu bao gồm pin, động cơ và thiết bị điện tử, giống như các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã làm. Mục tiêu của chúng ta là tìm nguồn cung ứng cho mọi thứ ở châu Âu với mức giá cạnh tranh, Di Meo nhấn mạnh. Ông còn lập luận thêm rằng, việc tạo ra ô tô đặc biệt là xe điện một cách nhanh chóng sẽ là một thách thức lớn đối với các nhà sản xuất ô tô châu Âu. Được biết, hiện Renault đã rút ngắn thời gian phát triển xe điện từ 4 năm xuống còn 3 năm đối với Renault 5 và sẽ giảm xuống còn 2 năm đối với Twingo. Ông nói, tốc độ sản xuất xe điện rất quan trọng đối với các công ty Trung Quốc. Chúng ta đang ở trong một thế giới không chắc chắn. Trước đây, với ô tô đốt trong, bạn có thể thấy trước điều gì sắp xảy ra. Ngoài ra, ông Di Meo còn cho rằng, các quy định của EU nên cho phép ô tô cỡ nhỏ của Nhật Bản được sử dụng trong khu vực thành thị, giảm thuế giá trị gia tăng đối với xe điện nhỏ có pin nhỏ, thay vì phần thưởng hiện đang được cung cấp ở Pháp, hoặc tặng phương tiện nhỏ đổ xe miễn phí để khuyến khích việc sử dụng của họ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!